Đảm bảo tôi sẽ tìm hiểu chế độ số 2 trong tùy chỉnh polygon. Các bạn vẽ một khối bóc và chúng ta bấm vào cái khối bóc này, convert nó qua polygon. Các bạn chọn chế độ số 2 có tên là E. Chúng ta cùng nhau tùy chỉnh các cái cạnh. Những đối tượng về lựa chọn tôi đã có dịp giới thiệu rồi. Bây giờ tôi sẽ tập trung vào thành phần chính. Nếu các bạn muốn xóa cạnh này, chúng ta có thể bấm delete trên bàn phím. Nếu delete trên bàn phím, các bạn thấy rằng chúng ta bị rộng các bề mặt. Tôi cần chọn Z lại. Nhưng tôi chọn cạnh, tôi nhấn Remove. Các bề mặt nó vẫn còn. Và nó chỉ mất cái cạnh chúng ta mà thôi. Để thấy hiệu ứng của lệnh Space, các bạn chọn lần lượt các cạnh sau cho tôi. Chúng ta kéo chọn. Sau đó tôi bấm Split. Bấm xong chúng ta chọn một cạnh. Bây giờ chúng ta có thể bóc cái bề mặt này ra được rồi. Dễ như mở gói quà mà thôi. Đương nhiên, khi mà chúng ta bóc tách bề mặt này ra, chúng ta có thể hàn nó lại bằng kiểu Well hay Target Well. Cái này thì tương tự bên chế độ hiệu chỉnh Vertex. Các bạn có thể tự thực hành cái vấn đề này cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lệnh Edge này có tác dụng như thế nào. Các bạn chọn cạnh số 2, nhấn Ctrl A, tôi chọn hết cạnh. Tôi nhấn vào hộp thoại setting lệnh Edge. Thì thấy rằng đối tượng chúng ta đã đẩy cái cạnh này đều lên theo một cái khoảng cách mà chúng ta ấn định được. Các bạn có thể tăng hay giảm để nó ít chút ra ngoài hay vào trong. Còn số 3 này chúng ta tăng lên để thấy cái độ rộng của cái phần đáy chân. Chamfer là chúng ta sẽ làm phát xéo cạnh. Càng tăng cái cường độ phát xéo thì đối tượng khối của chúng ta càng tròn và gầu lại. Chúng ta có thể tăng tiếp các đối tượng segment ở đây để làm mềm và mịn cái đối tượng vắt xéo của chúng ta. Nếu tôi chọn hai cạnh này, tôi chọn connect, thì chúng ta sẽ kết nối hai cạnh này với nhau thành một cái cạnh thứ ba hoặc nhiều hơn. Các bạn có thể di rời vị trí của các cạnh này về bên nào đó mà các bạn muốn. Để hiển thị lệnh Bridge thì các bạn phải có một cái bề mặt rỗng. Chúng ta chọn về Polygon. Chúng ta chọn cái đối tượng bề mặt này. Các bạn nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa đi. Sau đó tôi chọn về cạnh. Chúng ta xuống tùy chọn Bridge. Bridge chính là chúng ta sẽ tạo một cầu nối cho nó. Tôi không chọn cạnh nào hết. Tôi bấm Bridge. Tôi bấm cạnh thứ nhất. Tôi kéo cạnh thứ hai. Nó sẽ làm liền với bề mặt của chúng ta. Create Sharp Form Selection. Nó sẽ tách những cái cạnh thành đối tượng 2D mà chúng ta đã chọn. Tôi chọn tất cả các cạnh. Bấm vào Create Shape Form Selection. Ở đây có hai tùy chọn. Cái shape chúng ta tạo ra nó mềm hay là nó cứng. Tôi chọn linear, dạng cứng. Ok. Bây giờ tôi thoát cái lệnh này ra. Chúng ta kéo khối chúng ta ra một khoảng. Các bạn thấy ngay chúng ta đã có một cái lưới theo cái khối này rồi. Thì cái này ứng dụng khá nhiều trong lĩnh vực chúng ta mô hình những cái đối tượng mái vòm. Với chế độ số 2 này, tôi chỉ nhấn mạnh các bạn thấy những thành phần mới như vậy mà thôi. Còn ở dưới này chúng ta có các cái thành phần như slide, split thì chúng ta đã học qua rồi. Và add tắc, đi tắc thì là gộp nhóm tôi đã nhắc ở cái lệnh vertex hoặc là các đối tượng 2D mà chúng ta đã từng học. Thì các bạn có thể về tìm hiểu thêm các cái đối tượng khác trong cái chế độ điều chỉnh cạnh này. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở chế độ border hay là đường viền.